Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục rời cầu Cát Lái tới năm 2030 rồi quý anh chị, và khả năng cao là tầm nhìn sau 2030. Và nếu mà tầm nhìn về sau 2030 ấy, thì là không biết đến khi nào cây cầu Cát Lái mới được triển khai. Các bạn thấy cái đầu video á, thấy bạn thấy cái cầu Cát Lái nó có long đong không? Lận đận và rất là bi thương. Đó, mình là người địa phương đã sống ở dưới Nhân Trạch từ 20 năm rồi. 20 năm ở một cây cầu, và từ khi nào mình theo bố mẹ từ ngoài một cái tỉnh nghèo ở miền Bắc vào trong đây lập nghiệp, khi đó mình mới chập chững là 15 16 tuổi, học cấp 3 ở đất Nhân Trạch này. Và tới bây giờ là đúng là 35 36 tuổi, là 20 năm đủ để một con người có thể trưởng thành. Và khi đó thì có những thông tin về cây cầu Cát Lái rồi, rồi mình chứng kiến được cái cảnh phụ huynh, chính bố mẹ của mình đã lao theo đầu tư đất ở trên huyện mới, huyện Nhân Trạch tới thời điểm hiện tại này, nằm vào năm 2007-2008, và bây giờ vẫn bất động nằm ở đó bởi vì là chưa có sổ, cũng vì cái cầu Cát Lái này. Đó, mình đã chứng kiến tất cả. Và đến bây giờ khi mà mình đã trở thành một người trưởng thành rồi, một người đàn ông mà đã có một vợ và hai con, đã từ một người học sinh thành một vợ và hai con 20 năm, mà bây giờ lại tiếp tục thêm một cái thập kỷ nữa, gọi là ba thập kỷ, 2030 thành ba thập kỷ rồi, thì đến 2030 thì mình hỏi rằng liệu cái cuộc sống của mình có được đi cây cầu Cát Lái hay không. Đó, và cái số phận ở hai cái đầu nỗi nhớ giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, như các bạn nhìn nghe ở cái đầu phần đầu video ấy, đó nó thấy được cái sự mong muốn ở Đồng Nai rất rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái vị trí, phải nói rằng là cái vị trí của cầu Cát Lái ấy, thực sự là nó rất là đẹp. Cái vị trí mà phương án 1 và ngay cái đường phà bắc thẳng qua đường Nguyễn Thị Định đó quý anh chị, không cái vị trí nào đẹp bằng cái vị trí đó. Đó, và cây cầu Cát Lái thì nó là một trong những hai cái cây cầu đẹp nhất của tỉnh Đồng Nai khi mà kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trên kia thì đường quốc lộ 1 của thành phố Biên Hòa kết nối vào Thành phố Hồ Chí Minh, còn ở phía dưới này thì là cây cầu Cát Lái. Đặc biệt của nó là kết nối thẳng vào trung tâm thành phố, quận 2, quận nhất, và đi xung quanh các quận nội thành rất là dễ dàng. Các phương án khác được đưa ra ấy, thì chỉ là phương án bổ sung thôi, nhưng mà nó vẫn không thể nào tiện lợi bằng cái phương án đầu tiên, phương án 1 được. Nhưng vì bao nhiêu năm nay vẫn không thể triển khai được, bởi vì rằng là có cái cảng Cát Lái nằm ăn ngữ ở đó rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế là bây giờ cái cảng Cát Lái ấy, nó đang thu, họ đang thu được một cái nguồn thu rất là lớn, và cái nguồn thu này đủ để đóng 1/4 ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh cho nhà nước rồi. 4 phần thì cái phà Cát Lái, cái cảng Cát Lái chứ đã chiếm được 1/4 rồi. Chính vì vậy cái lợi ích của cái cảng Cát Lái nó cực kỳ là lớn, và đã khiến cho cái cầu Cát Lái đến bây giờ lại tiếp tục di rời. Mặc dù bây giờ mình biết là có cầu Vành Đai 3, hiện tại thì Vành Đai 3 như Thắng đã chia sẻ rất nhiều video rồi, cái vị trí của Vành Đai 3 thì nằm ở kế bên và đi thẳng về quận cao tốc, về phía quận 9, cũng không thể nào so sánh được với cả cầu Cát Lái được. Mặc dù đây là một cái nhu cầu của Vành Đai 3 cũng rất là lớn, cũng rất là tốt rồi, nhưng mà để so sánh thì không thể nào bằng được. Và cái vị trí và cái chưa để cái tầm quan trọng của cầu Vành Đai 3 là cái phần mà liên kết vùng. Chính vì vậy hiện tại là cái phương án mà Vành Đai 3 có thể đi xe máy qua được, đi xe máy, xe thô sơ qua được hay không ấy, thì hiện tại giai đoạn 1 là chưa, và giai đoạn 2 thì đang lên phương án đề xuất nha, và chưa biết là có được hay không. Đó, nếu mà được thì đó là một cái tin rất là vui, Thắng đã làm cái video rồi. Đó, còn về cầu Cát Lái thì cái chiến lược, cái hay của nó là kết nối giữa giao thương giữa hai nơi, Nhân Trạch và Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà tất cả các phương tiện đều có thể qua lại được, giúp cho kinh tế phát triển và con người dân cũng phát triển lên. Rất nghĩ là nếu mà kết nối được thì Nhân Trạch sẽ phát triển lên rất là nhanh, còn nhanh hơn thời điểm hiện tại nữa. Mà cũng chính vì cái cầu Cát Lái mà 20 năm nay ấy, Nhân Trạch thực sự mới mang tiếng là cái thành phố buồn và cái thành phố ma, cũng chỉ vì cầu Cát Lái. Trước đây khi mà bố mẹ mình chạy theo cái cầu này vào năm 2007-2008 đó, thì khi đó khi mà vỡ bong bóng bất động sản đứng hình, thì tất cả những cái dự án ở bên Nhân Trạch này đứng hình hết, và đâu đó lại hình thành những cái khu đô thị buồn, thành phố ma, thành phố buồn, cũng vì cái cầu này đó. Và cũng chính vì nó mà từ một cái huyện đáng nhẽ là phát triển từ từ, phát triển đúng, bền vững và
đúng lộ trình và thực tế để mà đi lên, đúng không ạ? Nhưng vì khi mà có cây cầu và quy hoạch về phát triển thành phố thì khi đó bắt đầu lên quy hoạch và chạy theo cái mục tiêu về thành phố và đi trước cái giai đoạn quy hoạch đi trước, mà khi đó thì lượng dân cư và hạ tầng chưa đáp ứng được đầy đủ. Chính vì vậy mà Nhân Trạch đã vỡ quy hoạch và tính thời điểm hiện tại rằng là vẫn lẹt đẹt, và khi đó là bây giờ là loại cái vùng dân cư ra. Các bạn thấy cái trung tâm huyện không? Tất cả những cái vùng đất đó để vẽ theo quy hoạch, để giữ đất cho quy hoạch, để lên khu đô thị, để hình thành một cái thành phố, nhưng mà tới 20 năm nay. Nên anh chị để ý những video của mình, ít video nào, hầu như không video nào mình đánh giá cao về cầu Cát Lái, và thậm chí khuyên quý anh chị hãy cẩn thận với cầu Cát Lái, đúng không ạ? Và để bây giờ với những đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh như vậy thì thằng nghĩ rằng ấy, Nhân Trạch phải đổi chiến lược ngay. Giống như là ngày trước mình cứ mong mỏi, mong muốn quá, liên tục mong muốn thì cái gì quá nó cũng không tốt quý anh chị. Bây giờ thôi lỡ rồi, làm lơ luôn đi, không làm, không bàn, khỏi không cho nó làm gì hết nữa, giống như là giận vậy, không bàn, không nói gì nữa, lơ luôn đó. Và bây giờ tập trung phát triển vào tăng cái độ được phát triển của địa phương, tăng kết nối, tăng phát triển hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, thu hút FDI và thu hút lượng dân cư về với những chính sách mới, và đào tạo cán bộ lãnh đạo cho thật giỏi hơn đó, và cùng với Long Thành phát triển lên thành phố sân bay, thành phố phía đông, làm sao là bởi vì thực ra cái nội tại của Long Thành và Nhân Trạch cái phía bên này này đã có sẵn rồi, không thiếu cái gì hết đấy, nó chỉ thiếu một cái cầu kết nối thôi. Nên là bây giờ đổi chiến lược, lơ luôn đi đó, khéo lại thành công, được không ạ? Rất cảm ơn quý chị đã xem cái video ngày hôm nay, xin cảm ơn, bye bye. Quý vị chị nhớ đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo của Thắng về quy hoạch hạ tầng của Nhân Trạch, Thắng sẽ cập nhật nhanh nhất cho quý vị chị nghe.